Trước khi khi mình chưa học ấy thì mình nhiều khi mua bất động sản theo cảm tính và không định vị được cái giá trị của bất động sản cũng như là phân khúc của bất động sản, mà cứ thấy thích theo cảm xúc, thích và là mua. Mình sẽ giới thiệu, mình là Lê Quang Hảo, mình hiện đang sống ở Hà Nội. Nghề nghiệp chính của mình là kỹ sư xây dựng. Mình cũng đã đầu tư bắt đầu từ năm 2019, và hiện tại bây giờ mình cũng có khoảng 5 sản phẩm ở Hòa Lạc và 4 sản phẩm ở Hòa Bình. Sau 2 buổi học, mình nhận được rất nhiều giá trị từ từ thầy Đích Nguyễn cũng như thầy Trần Đạt. Kiến thức rất là thực chiến và chuyên sâu. Cách giảng dạy của thầy thì mình cảm nhận được là sự sâu sắc. Đấy, và cũng là rất là dễ hiểu qua những cái bài rất là thực tế và thực chiến, dễ áp dụng. Qua 2 buổi học thì mình thấy ấn tượng nhất là gia tăng tài sản cho bất động sản và lập dự toán. Rất là tuyệt vời. Rất cảm ơn thầy Dịch Nguyễn, thầy Trần Đạt đã có một cái kiến thức rất là sâu rộng để truyền đạt cho tất cả anh em học viên, để có một cái nhìn tổng quan về ngành nghề cũng như là trong cái vấn đề đầu tư bất động sản, một cái giá trị rất là cao về thực chiến cũng như là cách 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 thức để đầu tư. Mình rất hài lòng về về kiến thức của thầy cũng như là cách giảng dạy của thầy. So sánh giữa việc học và không học thì mình cảm thấy là sẽ khác nhau rất là nhiều. Trước khi mình chưa học ấy, thì mình nhiều khi mua bất động sản theo cảm tính và không định vị được cái giá trị của bất động sản cũng như là phân khúc của bất động sản, mà cứ thấy thích theo cảm xúc, thích và là mua. Nhưng sau khi 2 buổi học qua thầy thì mình biết được là cách định vị được cái bất động sản và cái phân khúc nào mà mình nên mua, nên đầu tư.